Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho bạn ba cái mẹo để cắt đứt sợi dây này bằng tay không các bạn, không dùng dao, không dùng kéo nha các bạn. Thì cách này áp dụng để khi mà mình đang làm việc gì đó mà không có dao kéo sẵn để mình cắt đó, hoặc là với cách này nó thuận tiện hơn và rất nhanh nha các bạn. Thì cách thứ nhất, mình sẽ gút một điểm đây, gút điểm thế này nha, gút chắc luôn. Rồi mình sẽ cầm cái đầu này này, mình quay qua đó, mình cho lên lòng bàn tay này các bạn, thấy chưa? Rồi cái này á mình sẽ quấn lên cái ngón tay cái, quấn hai vòng. Rồi các bạn sẽ kéo này phần này qua này, thì phần mình gút á, nằm bên này đấy các bạn. Như vậy mình giật mạnh một cái thôi là nó sẽ ra đấy, là nó sẽ đứt đấy, thấy không? Rồi mình làm lại nha, gút lại một gút đấy. Rồi cái dây này vòng qua tay, vòng qua tay đưa lên này, thấy không, đưa lên. Thì cái dây này mình quấn vào ngón tay cái khoảng hai vòng thôi cho nó chắc. Rồi sợi dây này bằng kéo làm sao cho cái phần mà gút đó, đi qua. Rồi giật nha, đấy là đứt dễ dàng không? Đấy, đó là một cách nha. Rồi tiếp theo là cách thứ hai. Cái thứ hai thì các bạn sẽ gút hai cái, hai đầu, một cái, hai cái, rút xa này cũng được nha, hoặc gần được. Rồi các bạn sẽ cầm một phần ở giữa này, cầm phần ở giữa, mình sẽ nối lại với nhau, nối thế này. Đây, để quay lại gần cho các bạn dễ coi nha. Đây phần này nha. Rồi mình cầm đây, quấn vòng lại. Đấy, thấy không? Rồi, chỉ phần này các bạn sẽ cột hờ thôi. Đấy, như vậy. Rồi mình cầm mật giật phát thôi, nó sẽ đứt. Và các cái gút này nó sẽ làm sợi dây không bị tưa. Đấy, rồi cách thứ ba này các bạn. Cách thứ ba cũng hay. Mình sẽ gút lại một cái này nha. Rồi, đây, gút lại cái phần này. Các bạn sẽ xoay cái sợi dây hình chữ X, xoay chữ X hoặc xoay kiểu này cũng được nha. Đây, xoay này. Đó, rồi các bạn sẽ cầm, thấy không? Đấy, cầm này, các bạn sẽ cầm phần này. Rồi các bạn sẽ cho cái phần này này, phần gút này nè, là nó nằm bên ngoài nhá. Rồi mình để cầm cái này. Đó, các bạn sẽ xoắn cái phần này, xoắn kỹ luôn. Rồi, thấy chưa? Các bạn cầm mà các bạn kéo cái đứt, thấy không? Hay không? Rồi cái ba cái cách này nó đều áp dụng trên nguyên tắc là khi một sợi dây nằm im cố định, nằm im thế này, còn sợi dây này nó chuyển động, sợi dây này nó chuyển động thế này, thì cái độ ma sát đó, nó sẽ làm cho sợi dây đứt thôi các bạn. Ví dụ làm sợi dây đứt. Đây cách thứ tư mà mình khuyến mãi các bạn, thấy không các bạn? Đây cách thứ tư, cách thứ tư nha. Đây sợi này cố định, sợi này vòng đây, thấy chưa? Rồi mình nắm đây thôi, nắm đây nha. Rồi là sẽ đứt đấy. Rồi các bạn thấy clip hay tặng một like nhé, và nhớ chia sẻ bạn bè các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.